Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình NV Breaking News người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 4 tháng 3 và kính chúc quý vị có một ngày bình yên. Nước Mỹ thắng lớn, đó là lời tuyên bố của cựu Tổng thống Trump vào sáng đầu ngày thứ hai khi ông biết rằng tối cao pháp viện đã đồng loạt đưa ra phán quyết. Do rằng là Colorado không thể loại tên ông ra khỏi phiếu bầu trong các kỳ bầu cử sắp tới Và sau phán quyết này thưa quý vị Thì tối cao pháp viện cũng chấm dứt nỗ lực của các tiểu bang khác Như là Illinois, Maine Mà muốn là loại tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu Ông Trump đã hưởng ứng cái phán quyết mà ông cho là Tất cả những vị thẩm phán, 6 bảo thủ và 3 cấp tiến đều đồng loạt hưởng ứng cái quyết định này Và ông cho là nước Mỹ thắng lớn Và thừa thắng xong lên cựu tổng thống Donald Trump đã tiếp tục yêu cầu tối cao pháp viện là ông nói như thế này, ông biết là tối cao pháp viện đang xử rất nhiều những cái hồ sơ khác nhau. Tôi rất là tôn trọng tối cao pháp viện và cảm ơn những vị thẩm phán đã làm việc và đưa ra phán quyết rất là nhanh chóng và rất là thông minh và đặc biệt là đây là cái yếu tố mà cho thấy là họ hoàn toàn đồng lòng với nhau trong cái chuyện trao cho ông Trump cái chiến thắng trong cái vụ Colorado. Nhưng mà ông yêu cầu các vị thẩm phán hãy tiếp tục để mà đưa ra cái phán quyết trong cái vụ miễn tố về hình sự mà cựu tổng thống Trump đã kiện lên trên tòa cao nhất và đưa ra cái câu câu hỏi rằng là tối cao pháp viện hãy tuyên bố là ông miễn truy tố trong vụ bộ tư pháp đang truy tố ông về hình sự trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn quốc hội 6 tháng giêng và cái hồ sơ này bà chánh án tham gia chất kinh thụ lý để xét xử lẽ ra là sẽ phiên tòa diễn ra vào tháng 3 nhưng mà vì ông Trump đã kiện lên tối cao và yêu cầu các vị thẩm phán hãy tuyên bố là ông được quyền miễn tố. Vào sáng ngày hôm nay, ông khẳng định lại một lần nữa là nếu như không có quyền miễn truy tố thì chẳng có bất kỳ một vị tổng thống nào đủ gan đảm để đưa ra những cái quyết định và lãnh đạo đất nước và chắc chắn đây là điều mà những cha ông lập quốc đã không mong muốn đã không có kỳ vọng như vậy. Đó là yêu cầu của Tổng thống cựu Tổng thống Trump trước cái chiến thắng ngày hôm nay mà tối cao pháp viện trao cho ông trong việc phiếu trên có tên ông trên phiếu bầu Colorado nhưng mà ông đang kỳ vọng là có thể sẽ thêm được một chiến thắng trong cái vụ miễn truy tố nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy. Một uh, ký giả ở Fox News và cũng là một cựu dân biểu trong Quốc hội liên bang đó là Trey Gowdy và hiện nay người này đang làm bình luận tin tức trên đài Fox đã đưa ra một cái thông điệp và yêu cầu ông Trump á là sau chiến thắng ngày thứ hai hôm nay ông chậm lại và ít ra là ông hãy thể hiện cái sự khiêm nhường và nói như lời dân biểu Trey Gowdy và một lần nữa là bình luận viên của Fox News rằng đây không phải là cái cá tính của ông nhưng mà dân biểu này nói là ông hãy chậm lại là bởi vì sao có thể sắp tới tối cao pháp viện sẽ không có đưa ra chiến thắng mà như ông ấy muốn trong cái việc miễn truy tố miễn truy tố về hình sự đâu là bởi vì trong những cái phiên tranh luận trước đây có vẻ như là những cái vị thẩm phán cũng đang nghi ngờ là liệu tổng thống có được quyền làm tất cả mọi thứ mà không phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không. Đó là câu chuyện sáng ngày hôm nay liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Nói chung trong cái không khí phải nói là vui mừng vì chiến thắng thì mọi người khuyên rằng ông Trump cũng hãy nên cẩn thận trước cái câu chuyện về miễn truy tố. Một câu chuyện khác cũng liên quan đến cựu tổng thống Trump nhưng mà trong những cái vụ truy tố về kinh tế. Quý vị nhớ là ông Trump bị tòa ở New York truy tố trong cái vụ gian lận về tài chính. Và chính ông Trump cũng đang bị đưa ra một cái mức án phạt rất là lớn, kể cả tiền phạt và lẫn tiền lãi là gần hơn 450 triệu đô la Mỹ. Trong một cái vụ án có liên quan, sáng ngày hôm nay, giám đốc tài chính của Trump Organization là ông Alan Weisenberg, vốn nổi danh là một người gác cổng của tập đoàn này và là một trong những cái người điều hành của công ty và đế chế kinh doanh Trump Organization sáng ngày hôm nay bước ra tòa mà hành và trong cái việc là bị còng tay, ông giám đốc tài chính Alan Weissenberg đã thừa nhận rằng mình có tội là đã nói dối tòa trong những cái lần mà làm nhân chứng hay trong những cái phiên điều trần mà đưa ra những cái lời khai trước đây. Và ngày hôm nay, ông Alan Weissenberg chấp nhận là mình sẽ nhận tội để đổi lấy cái mức án tù là 5 tháng tù giam và ông sẽ đóng cái mức tiền phạt là 1 triệu mốt đô la Mỹ. Ông Allen Weisenberg đã nói dối điều gì? Trong những cái lần mà ra làm chứng ngay tại tòa trong cái hồ sơ mà Bộ trưởng Tư pháp Leticia James kiện Trump Organization, thì ông Allen Weisenberg nói rằng ông không hề biết có cái vụ mà khai khống cái diện tích của cái uh, căn penthouse ở Trump Manhattan Triplets là từ cái diện tích chỉ có 11.000 square feet mà đã được công ty Trump Organization khai phóng đại lên thành 30.000 square feet. Ông Alan Weisenberg nói ông không hề biết cái chuyện này. Nhưng mà khi tạp chí Forbes đã đưa ra một cái bài viết trước đó vào những năm 2020, ông Alan Weisenberg đã từng thừa nhận với ký giả của tạp chí Forbes, ông biết cái diện tích thực của cái căn chung cư uh, penthouse của ông Trump á, chỉ có 11.000 square feet mà thôi. Như vậy có nghĩa là ông giám đốc tài chính đã nói dối ở trước tòa trước cái lời khai hữu thuệ. Và vì lý do đó mà ngày hôm nay ông phải ra tòa bị còng tay và chấp nhận rằng mình có tội vì đã khai man trước tòa để đổi lấy mức án phạt là 1 triệu mốt đô la Mỹ cùng 5 tháng tù giam. Đó là câu chuyện cũng liên quan đến công ty của cựu tổng thống 45. Nhưng có vẻ như cái lời cảnh báo sau đây của luật sư cô ký giả Jean Carroll trong cái vụ án dân sự khác nữa cũng là một trong những cái rắc rối pháp lý đang chất cao như núi của cựu tổng thống Trump. Vào ngày tối ngày chủ nhật, luật sư của Jean Caro đã gửi đơn ra tòa và đồng thời gửi cho bên phía cựu tổng thống Trump và nói là nếu từ đây cho đến hết cuối tuần, ông Trump không đóng tiền phạt mức án 83 triệu đô la Mỹ mà tòa đã yêu cầu ông Trump phải bồi thường cho cô ký giả Jean Caro về tội phỉ bán Quý vị nhớ là cô ký giả này đã kiện ông hai cái hồ sơ khác nhau. Hồ sơ đầu tiên là tấn công về tình dục. Tòa cũng đã yêu cầu ông Trump đóng 5 triệu đô la Mỹ. Và hồ sơ thứ hai là tội phỉ bán cô Jean Carroll. Thì tòa đã yêu cầu đóng mức án 83 triệu đô la Mỹ. Ông Trump không đồng ý với mức án phạt này và cho rằng đây là một cái mức án trò chơi, nhưng mà để kháng án thì ông phải đóng tiền thế chân và đến tận giờ thời phút này ông chưa đóng đủ tiền thế chân. Lý do đó mà luật sư của bên caro nói, ông Trump hết lần này đến lần khác, mặc dù tuyên bố rằng là ông giàu có và thừa cái khả năng để đóng cái mức án phạt, nhưng tới hiện nay ông điều định với tòa về mức uh, thế chân thậm chí là chưa có nộp đủ nếu từ đây cho đến cuối tuần này ông không đóng đủ số tiền bon tiền thế chân hay là trả cho cô Jean Carroll, thì luật sư và bên công tố sẽ bắt đầu nghĩ đến cái hình thức là siết những cái tài sản của ông Trump. Đó là lời cảnh cáo xanh rờn của bên ký giả Trin Carroll gửi ra. Và họ cũng đã từng đưa ra cái tín hiệu vào tuần trước là nếu như ông Trump không dừng lại cái việc tấn công cô Trin Carroll và tuyên bố rằng cô ấy đã dựng lên những câu chuyện này để mà kiếm tiền, để mà trục lợi, để mà nổi tiếng, thì có thể là Trin Carroll sẽ lại kiện ông Trump trong một cái vụ án thứ ba. Đó là những rắc rối về hình sự và cả về dân sự liên liên quan đến cựu tổng thống 45. Một câu chuyện khác thưa quý vị liên quan đến một vệ binh lính không quân vệ binh quốc gia ở tiểu bang Massachusetts đó là Jack Teixeira. Vào tháng 4 năm ngoái, nước Mỹ rất là giật mình khi nhìn thấy trên mạng xã hội Discord có hàng trăm trang tài liệu mật liên quan đến Ukraine, liên quan đến những đồng minh của Mỹ như là Israel và thậm chí là kẻ thù của Mỹ như là Iran, nhất là câu chuyện về Ukraine, những cái trang thông tin mật đã post lên trên mạng xã hội Discord vốn dành cho những trẻ em giới trẻ và đặc biệt là dưới tuổi vị thành niên đó để mà chat chít để mà giao lưu ở trên đó thì người lính không quân vệ binh quốc gia Tractsera này đã tiết lộ những cái thông tin mật như là cách Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine như thế nào, như cách Ukraine hành quân như thế nào, những cái sơ đồ tác chiến như thế nào và cả những cái bí mật quân sự liên quan tới Mỹ cũng như là những đồng minh và kẻ thù của Mỹ đó là những lời mà bên công tố đã tuyên vô bố ngày hôm nay khi mà Jack Tosera đã ra tòa và chấp nhận là mình nhận tội trong cái việc là cố ý chiếm giữ những cái tài liệu mật của quốc gia đây là một cái vụ án một trong những cái vụ án tâm điểm của nước mỹ về chuyện là một người trong vệ binh quốc gia mà đã thu giữ những cái tài liệu mật một cách trái phép như thế này. vào hồi cuối năm ngoái, Tracysera tuyên bố là mình không nhận tội. nhưng mà vào sáng ngày hôm nay, uh, nghi can này đã chấp nhận nhận tội và đồng ý với cái mức án là mình có thể đối diện lên đến 16 năm tù giam. và để đổi lấy cái sự nhận tội này, thì bên công tố đã không có truy tố Tracysera uh, um, cái uh, phần mức cáo trạng về tội phản gián. Và khi cái câu chuyện này vừa xảy ra đầu ngày hôm nay, dư luận đặt ra câu hỏi là Jack Tessera, một vệ binh quốc gia, một người lính không quân trong vệ binh quốc gia đã có cái hành động chiếm giữ tài liệu bất hợp pháp và đã phải chịu cái mức án có thể lên đến 16 năm tù giam. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump cũng nắm giữ rất nhiều những cái trang tài liệu mật và đem về Malago như vậy. Nhưng câu chuyện về hồ sơ mật, ở Malago và bị bên bộ tư pháp truy tố ra liên bang đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hết và nhiều phần chánh án Island Cannon người xét xử cái hồ sơ này có thể là sẽ không có đẩy nhanh tiến trình tố tụng và có thể là sẽ lùi đến sau cái cuộc bầu cử. Nếu như ông Trump đắc cử thì ông sẽ dùng quyền hành của mình để ngưng tất cả những cái vụ truy tố liên bang như thế này. Đó là câu chuyện về hồ sơ mật liên quan đến một người lính về binh quốc gia thưa quý vị. Một câu chuyện khác liên quan đến Oregon quý vị biết là các cái em nhỏ trong độ tuổi mà đi học đó, thường có bạn bè thì cuối tuần thường hay xin cha mẹ là cho sleep over là ngủ lại nhà bạn chuyện này rất là bình thường và nghĩ sao mà các cái cha bậc cha mẹ phụ huynh biết rõ về ngôi nhà của bạn mình biết về con bạn mình và các cha mẹ thì cho phép con đến sleep over đến ngủ qua đêm một như mà một câu chuyện Oregon phải nói là hết sức là khủng khiếp khi mà phụ huynh trong cái căn nhà mà đã đón bốn em học sinh đến ngủ lại và cái người bố trong câu chuyện đó này nè, vừa bị truy tố vào ngày hôm nay với tội danh là đánh thuốc mê ba bé gái mà trong cái độ tuổi 12 tuổi thôi là con là bạn của con gái mình đến sleep over ngủ lại qua đêm đánh thuốc mê bỏ vô smoothie là sinh tố cho các cái em uống để rồi là có những cái hành vi quấy rối tình dục các em nhỏ này vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng ba nạn nhân trong câu chuyện này đã gửi tin nhắn cho bố mẹ của mình và cầu cứu trong đó có một em đã nhắn như thế này, mẹ ơi hãy đón con, con cảm thấy không an toàn, con không trả lời được nhưng làm ơn hãy đến đón con, làm ơn hãy nhấc máy. Và sau đó thì cha mẹ của các em đã đến đón vào khoảng 3 giờ sáng. Nghi can trong câu chuyện này là Michael Maiden 57 tuổi bị bắt giữ và đã tự thú là có cái hành vi cho thuốc an thần những cái khối nhỏ màu trắng và thuốc ngủ an thần rắc lên trên smoothie cho các em nạn nhân uống và các em cũng khai với giới hữu trách là ông michael này còn đứng đợi xem các em đã uống chưa thuốc ngấm chưa cho đến lúc các em thấy choáng váng rồi bắt đầu gần như là bất tỉnh để rồi trong cái cơn mê man thì mới nhìn thấy là nghi can Michael này đang nằm lên trên người của các em mới 12 tuổi và có cái hành vi quấy rối tình dục như vậy. Bây giờ ông Michael đã bị bắt giữ trong nhà tù ở quận hạt Clackamas và số tiền bảo lãnh tại ngoại lên đến 50.000 đô la Mỹ. Một câu chuyện khác thưa quý vị, uh, xảy ra ở tiểu bang Utah khi một người tài xế xe bus trường học có tên là Michael Austin Ford, 58 tuổi, cũng vừa bị bắt giữ vào cuối tuần vừa qua và không được bảo lãnh không được đóng tiền tại ngoại để mà điều tra là bởi vì chánh án trong cái hồ sơ này đã đưa ra cái lời phán quyết cho là ông Michael Ford này có một cái um, mối đe dọa đến cái sự an nguy của cả cộng đồng. Ông này đã làm gì dù chỉ là một tài xế lái xe bus chở các em học sinh của trường tiểu học đi đến trường. Đó là vào hồi ngày 24 tháng 2 năm 2022 và ngày 7 tháng 4 năm 2023, nghi can Michael Ford này trong cái lúc mà chở các cái em học sinh trên chiếc xe bus mà đầy các em học sinh lên đến 45 em đã cố tình tạo ra những cái đám cháy nhỏ trên xe. Và mặc dù đám cháy và có những cái cơn khói làm cho các em học sinh ngộp và la hét và cầu cứu nhưng nghi can vẫn tiếp tục lái xe không chịu dừng lại mãi cho đến khi là các em này la lớn và gọi điện thoại cầu cứu thì nghi can mới bắt đầu dừng xe đây không phải là sự kiện riêng lẻ mà như chúng tôi nói đã có hai lần nghi can này cố ý tạo ra những cái đám cháy khi trên xe đầy các cái em nhỏ rất may là hai câu chuyện này đã không dẫn đến bất kỳ thương vong nào cho các em học sinh, nhưng mà bên công tố đã bắt giữ và truy tố nghi can Michael Ford này ra tòa và cái mức án mà nghi can này đối diện có thể lên đến 20 năm tù giam bởi vì bên công tố cho là tài cái chiếc xe bus mà nghi can lái mà dùng định là sẽ thiêu rụi các em học sinh là thuộc về tài sản liên bang. Những cái tiền quỹ từ liên bang rót về cho học khu ngay tại tiểu bang Utah. Cho nên là nghi can này phải ra trước tòa liên bang và không được tại ngoại, không được đóng tiền thế chân. Bởi vì theo chánh án nói là bộc lộ cái mối nguy hiểm đối với cộng đồng của tiểu bang Utah. Đó là câu chuyện liên quan tới Mỹ. Và cuối cùng là câu chuyện liên quan tới Việt Nam. Trong khi các cái vụ án quý vị nhớ là từ sau Tết nguyên đáng cho đến nay, những cái vụ cướp ngân hàng và cướp tiệm vàng thường xuyên xảy ra khắp các cái tỉnh thành ở trong nước. Trong đó ngày hôm nay câu chuyện chúng tôi thấy trên báo Thanh Niên là một cái vụ án cướp tiệm vàng mà phải nói vô cùng táo tợn diễn ra vào ngày hôm nay khi mà dữ liệu hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy một nhóm nghi can bốn người đã cướp tiệm vàng ở Bình Dương có tên là BQ ở Lai Uyên thì vào khoảng 12 giờ trưa nhóm bốn người này gồm có hai nam hai nữ đi trên xe máy rồi mặc áo khoác đội nón bảo hiểm giả vờ như bước vô tiệm vàng muốn mua vàng trong khi mà nhân viên đang phục vụ, đang trả lời thông tin đó, thì một trong số nghi can đã rút súng ra và trấn áp và uy hiếp nhân viên tiệm vàng. Người khác thì lấy búa, đập hết cửa kính tiệm vàng và vơ hết tài sản và bỏ chạy. Những thông tin này rất là bình thường, chúng ta thường đọc thấy trong những cái vụ án cướp tiệm vàng. Vấn đề là toàn bộ những cái động thái, những cái hành động mà xảy ra để cướp tiệm vàng mà sau đó chủ tiệm có nói với cơ quan điều tra đó là mất cả mấy tỷ đồng là gần cả trăm ngàn đô la Mỹ. Toàn bộ những cái thao tác này nhóm nghi can cướp tiệm vàng chỉ thực hiện trong vòng 30 giây thôi quý vị rất là nhanh rất là ngắn ngủi và cho đến bây giờ công an tỉnh Bình Dương đã huy động nhiều lực lượng điều tra truy bắt nhưng cho đến cuối ngày vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái vụ cướp tiệm vàng táo tợn như thế này. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.